Trong dự thảo luật đường bộ mà Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng, một trong những đề xuất mà bộ này đưa vào đó là tài xế không được chạy đêm quá 3 tiếng liên tục. Theo quy định hiện hành tại Điều 65 Luật Đường bộ năm 2008, người lái ô tô kinh doanh vận tải không được lái xe liên tục quá 4 tiếng và tổng thời gian lái xe không quá 10 tiếng một ngày. Trong dự thảo luật đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định cụ thể thời gian lái xe liên tục vào ban đêm và giảm thời gian lái xe trong ngày đối với tài xế điều khiển ô tô kinh doanh vận tải. Cụ thể một ngày, tài xế không được cầm lái quá 8 tiếng, thời gian lái xe liên tục không quá 4 tiếng. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, thời gian lái xe liên tục đối với tài xế không quá 3 tiếng, thời gian nghỉ tối thiểu là 30 phút. Đối với tài xế taxi, xe buýt, thời gian nghỉ giữa hai lần lái xe liên tục tối thiểu 5 phút. Các xe khác thời gian nghỉ tối thiểu 15 phút. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện cả nước có gần 90.000 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được cấp phép với khoảng 900.000 phương tiện, trong đó có hơn 300.000 xe khách và gần 567.000 xe tải các loại. Hiện có hơn 1 triệu tài xế kinh doanh vận tải. Qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, mặc dù các địa phương đã tăng cường xử lý, tuy nhiên vẫn còn nhiều tài xế vi phạm thời gian lái xe liên tục quá 4 tiếng, chạy quá tốc độ. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng cần thiết ban hành quy định phù hợp với Bộ Luật Lao động nhằm đảm bảo sức khỏe của người lái xe, trong đó có sức khỏe của người lái xe vào ban đêm. Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phân tích trên 11.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2022 chỉ ra rằng tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm chiếm chủ yếu, trong đó có 40,33% số vụ xảy ra từ 16 đến 22 giờ và 18,24% số vụ xảy ra từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.